mọi người, ngày hôm nay thì Chloe có một video chủ đề back to school. Bởi vì bây giờ cũng là tháng 9 rồi, mọi người cũng bắt đầu đi học lại hết rồi. Trong video này thì Chloe quyết định là mình sẽ nói về chủ đề đi học đại học. Bởi vì cũng có rất nhiều bạn hỏi Chloe là học RMIT như thế nào, review trải nghiệm học của Chloe. Tuy nhiên là Chloe thấy là bản thân mình á, cái chuyện đi học của mình nó hơi khác so với cái bình thường của bạn một chút. Chính vậy cho nên ngày hôm nay Chloe có đội thêm hai người bạn của mình nữa để mà tụi mình có thể so sánh cái chuyện đi học của nhau. Và cũng rất là hay là bởi vì bản thân Chloe học RMIT, nhưng mà mọi người sẽ có những câu chuyện là đi học trong nước cũng như là đi du học luôn. Cho nên Chloe hy vọng là qua video này thì tụi mình sẽ cho mọi người thấy được những cái khác biệt cũng như là những cái pros and cons của việc học tại Việt Nam hay là học nước ngoài. Và ngày hôm nay thì hai người bạn đó của Chloe cũng đều là những người rất là quen thuộc thôi. Đó chính là anh John Wondercrafter. Hello mọi người. Và là The Sleeping Lala. Hai người bạn. Nói vậy rồi xong mọi người lại bắt đầu hiểu lầm là tao với mày là bạn nữa. Chốt lại màn giới thiệu của ba người thì chúng mình có ba trải nghiệm sau đây. Thứ nhất là học đại học Việt Nam là IU của La và John. Thứ hai là học đại học quốc tế ở Việt Nam là Chloe học trường RMIT. Và thứ ba thì chúng mình có trải nghiệm học du học ở New Zealand và ở Anh. Okay. Xin. Mày nói là hôm nay là đầu tiên mọi người thấy Chloe đeo kính cho video này đúng không? Không phải là Chloe giả bộ, Chloe nerd đi đúng không? Hôm nay không bị đóng mắt, không đeo lens. Chắc là John La với John trả lời trước. Từ chi phí, mình so sánh chi phí đại học ha. Ở IU á, là nó là trường đại học công lập nhưng mà dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chương trình quốc tế. Thì nó sẽ có hai cái mức học phí. Một á, là mức học phí cho sinh viên học hoàn toàn ở Việt Nam như anh. Thì nó sẽ là khoảng 3 triệu một tín chỉ. Một môn thường có 3 tín chỉ. À không phải 3 triệu, 30 đô, xin lỗi, 30 đô một tín chỉ. Thì một môn là khoảng 90 đô. 2 triệu mấy 3 triệu, đúng rồi. Còn sinh viên mà học chương trình của La là học 2 năm ở Việt Nam, 2 năm đi nước ngoài á, thì học phí sẽ đắt gấp đôi, 6 triệu một môn. Giá một môn ở RMIT thì từ lúc Chloe vào trường cho đến bây giờ thì nó rất là khác nhau. Chloe thấy là cứ sau mỗi một học kỳ á là giá học phí sẽ tăng tầm 1 triệu cho một môn. Tùy vào môn bạn học nhưng mà hầu hết Chloe thấy một môn như tầm 12 tín chỉ. Thì một môn của Chloe lúc Chloe mới vào trường á thì hình như nó là tầm 24 triệu. Và hiện giờ lúc mà Chloe đang học môn cuối cùng tại trường rồi thì nó là lên 31-32 triệu cho một môn. Cho nên là ở RMIT thì bạn học càng nhanh thì cái học phí nó sẽ càng đỡ cao. Gần đây thì ba mẹ Chloe mới có một cái bảng tổng chi phí của Chloe học lại của cái ngành học của mình là Digital Marketing thì nó vào tầm khoảng 700 mấy triệu. So với việc lúc ban đầu nếu mà Chloe học nhanh hơn á, thì có thể nó sẽ rơi vào khoảng 600 mấy triệu. Chương trình thạc sĩ ở nước ngoài á, thì ở UK thì một năm nó sẽ tốn, ví dụ như trường Anh đi thì nó không phải là cái trường quá nổi tiếng, thì mỗi năm có một khóa là một năm rưỡi á, thì nó sẽ tốn khoảng 12.000 bảng Anh. 12.000 bảng Anh là rơi đâu đó khoảng 350 triệu. Nó tương đối rất là rẻ so với Mỹ hoặc là Úc, đúng rồi. Còn ở bên trường của Auckland thì là một môn từ lúc mà mình bắt đầu học 2014 là 3.100 cho đến cái lúc mà một môn thì một đô New Zealand. Đô New Zealand thì cứ một kỳ là học 4 môn, xong rồi tới cái năm mà mẹ năm cuối á là nó lên tới 3.400 rồi một môn. Rồi bây giờ mình so điểm đại học mọi người. 18.5. Với anh là 20 nhưng mà anh được cộng điểm ưu tiên nữa, 1.5 nữa là 21.5. Hồi xưa nếu mà thôi mà thi đại học Việt Nam chắc cũng thi thuộc khối D. Nhưng mà tại vì mọi người biết không, tại vì ở IU nó sẽ có hai cái mức khác nhau. Một cái là học sinh vô học hoàn toàn ở Việt Nam thì điểm sẽ rất cao, bắt buộc điểm phải rất cao. Điểm mà năm mẹ vô là phải 23-25 thì mới vào được. Còn ở đi mà chương trình mà du học ở nước ngoài á, 2 năm ở Việt Nam, 2 năm nước ngoài á, thì chỉ cần điểm sàn thôi là 13 điểm. Mẹ được 18 điểm đó tất nhiên đậu rồi. Bên cạnh đó thì còn tiêu chí thì nó kiểu IELTS TOEFL. Lúc đầu vô thì nó sẽ bắt buộc và mình phải thi một cái tiếng Anh nào vào. Nếu như không đủ thì sẽ phải học một cái khóa nào đó, 4 khóa tiếng Anh chuẩn thì mới được vào học. Tại vì chương trình ở IU là toàn bằng tiếng Anh hết. Cũng giống RMIT là cũng phải có một cái bằng tiếng Anh nào đó. Hồi xưa Chloe apply thì điểm của Chloe IELTS là 7.5. Chloe tự tin là mình có thể được 8 đâu, mình học kỹ một chút. RMIT thì cần là phải 6.5 trở lên và không có một cái band nào mà dưới 6. Và GPA nếu mà bạn học, nếu mà tính GPA trường Việt Nam á, thang điểm 10 á, thì phải GPA 7.10. Còn Chloe đi học trường quốc tế cho nên GPA của Chloe là 3.90 mấy trên 4. Nhưng mà không, hình như GPA của Chloe 94 lận thôi, không AP.
Nếu mà đi du học á, ở cái trình độ thạc sĩ thì mọi người phải có IELTS thấp nhất là 6.5. Thì cái lúc anh đi du học là anh thi được 6.5, nhưng mà có một môn anh được có dưới 6 chấm là 5.5 á. Cho nên là anh vẫn phải qua UK để học tiếng Anh nha. Phải qua sớm 2 tháng để học tiếng Anh. Là sẽ review trường đại học dạy tiếng Anh ở Việt Nam. Được, IU thì có giáo viên nước ngoài. Tuy nhiên là khi mà năm đầu mẹ vào thì mẹ gặp một anh giáo viên người nước ngoài rất là bias và rất là khó chịu với văn hóa của Việt Nam, và họ không làm quen được với văn hóa đó, nhưng mà họ đem những cái negative đó vào bài học luôn. Và khi mà mình đi học mình cảm thấy rất là khó chịu, đến cái mức một học sinh cá biệt như mẹ phải đứng lên và nói là I don't like you. Tại sao mình đi ra khỏi lớp luôn đó. Nhưng mà mẹ không thích cái môi trường ở Việt Nam, cái giáo viên đó particular thôi. Còn những giáo viên khác thì rất là dễ thương. Thôi có một vài trải nghiệm. Bởi vì mình học bao nhiêu môn ta? 20 mấy môn. Thầy em học là vừa. Một vài thầy cô mà mình cảm thấy là mình không hợp và mình không thích với cái cách dạy của người đó. Đôi lúc sẽ có những thầy cô nói tiếng Anh không chuẩn lắm, dẫn đến việc là cái môn học đó đã khó rồi mà mình còn không được nghe rõ quá nữa thì nó sẽ hơi khó trong quá trình mà mình học bài và hiểu bài. Giống như hồi xưa Chloe vẫn luôn nhớ là một môn, sẽ không nói đích danh là thầy cô nào môn nào, nhưng mà đó là một môn trong những môn core của chương trình business, thì đó là một môn về luật, thì wow, luật với mọi người. Cho nên là Chloe đã rất là kiểu khó khăn trong việc học môn đó. Thì anh thấy là rất may mắn là cái khóa của anh và những cái khóa gần gần với anh ở IU thì cái lượng giảng viên chất lượng tốt nó nhiều. Khi mà sang nước ngoài á, cái trình độ của giảng viên ở nước ngoài người ta ở một cái level nó khác hẳn, đặc biệt là với cái chương trình thạc sĩ thì phải là những cái ông mà kiểu là viết sách rồi kỹ là kỳ cựu ở trong trường rồi này nọ để dạy cho những cái học viên cao học á. Về chất lượng giảng viên á thì thực sự là nó có một cái gap, cái khoảng cách rất là lớn giữa cái môi trường học ở trong nước và khi mà mình sang UK du học. Nói chung là để tóm tắt lại cái câu chuyện về giáo viên á, là trường nào thì cũng sẽ có người này người kia. Nhưng mà nếu học ở Việt Nam á thì chất lượng giáo viên giữa trường công lập hay là trường quốc tế này nọ thì nó cũng xem nhau. Cái câu chuyện của Chloe thì có vẻ như là học trường quốc tế thì cũng không khá hơn là mấy so với trường trong nước ha. Ở IU thì được chọn môn từ năm nhất luôn. Sẽ có những môn bắt buộc. Khi mà vô chuyên ngành rồi á, anh nhớ là phải 5 môn được lựa chọn á. Có nghĩa là nó sẽ có 10 môn, chọn ra 5 môn đi. Đó. Nhưng mà 10 môn này đều là 10 môn trong chuyên ngành đúng không? Trong chuyên ngành đúng rồi. À vậy thì khác RMIT một chút. RMIT thì chuyên ngành là những môn bắt buộc rồi, không được chọn. Em sẽ có thêm những môn electives. Thật ra bởi vì Chloe là chuyển tín chỉ từ cái ngành trước đó mình học qua ngành này á, cho nên là nó cũng đổi qua đổi lại, và cái số lượng elective chính xác mà Chloe học thì mình cũng không có xác định được là bao nhiêu. Nhưng mà số lượng elective theo như Chloe nhớ là của ngành này nó rất là nhiều. Qua bên New Zealand thì nó sẽ chia ra 3 sequence. Sequence level 6, sequence level 7 và sequence level 8. Năm 6, năm 7, năm 8 đúng không? Thì mình sẽ trong cái năm 6 đó nó sẽ có 4 môn. Thì mình sẽ lựa chọn 2 môn mà mình cảm thấy thích nhất và mình cảm thấy gần gũi nhất với cái việc mà sau này mình đi làm. Và những cái môn trong các level đó thì nó sẽ có những kỹ năng rất là riêng cho đúng cái công việc đó. Và cái nó hay ở IUT một cái nữa là nó sẽ bắt mình chọn 6 môn chuyên ngành marketing và 6 môn của tất cả các chuyên ngành nào trong cái trường đó nó dạy. Học thạc sĩ thì có 2 môn được chọn mỗi học kỳ, còn lại mấy môn kia là fix. Thì anh sẽ ưu tiên chọn môn theo thời khóa biểu thứ 2 với thứ 4 rồi, thì anh sẽ chọn cái môn nào thứ 3 để học 2, 3, 4 xong còn lại anh nghỉ. Được học RMIT sẽ như là không đi học luôn các mọi người. Ở RMIT á thì một học kỳ chúng mình sẽ được học nhiều nhất là 4 môn. Thì thông thường Chloe đi học Chloe chỉ học chọn 3 môn, hoặc có kỳ Chloe chỉ học 2 môn thôi. Bởi vì mình còn công việc của mình nữa, cho nên là Chloe không cần thiết mình học quá nhanh để ra trường nhanh làm gì. Cho nên là đối với Chloe thì đi học nó rất là chill, nó rất là ít ngày phải lên lớp. Hồi xưa lúc mà Chloe mới vào trường thì một môn chúng mình sẽ phải lên trường 2 buổi, 2 tiết trong một tuần. Một tiết chỉ 1 tiếng rưỡi thôi. Cho nên là hồi xưa kể cả nếu mà Chloe chọn học 3 môn chẳng hạn thì mình có thể dồn hết trong 2 ngày thôi. Nhưng bây giờ thì một môn chúng mình chỉ cần phải lên trường 1 ngày trong một tuần. Thay vì 2 tiết 1 tiếng rưỡi sẽ dồn 1 tiết 3 tiếng. Cho nên là bây giờ có khi Chloe chỉ đi học 1 ngày trong một tuần thôi. Một buổi luôn. Cho nên đối với Chloe thì đây sẽ rất là tiện cho những bạn nào mà vừa đi học vừa đi làm, nhất là những bạn sinh viên năm cuối. Ở bên IU là quy định là một học kỳ được học 24 chỉ, là tương đương với 8 môn. Học kỳ hè thì trường chỉ cho đăng ký tối đa 2 môn. À nếu như mà đi internship á, thì chỉ được học 2 môn. Nhưng mà kỳ đó anh chơi ăn gian, anh vừa đăng ký máy vừa đăng ký tay, anh vừa đi internship và vừa học 4 môn.
có nghĩa là học kỳ hạn năm bằng người ta học kỳ chính. Em không thể nào theo hệ thống hả? Em không thể nào học nổi luôn á. Trường của Chloe là không được học trong lúc đi internship luôn. Lúc đó hệ thống có vấn đề á, thì anh đăng ký cho hệ thống rồi, xong anh lên phòng đào tạo anh nói là trời ơi, em đăng ký bị lỗi, bây giờ cho em đăng ký tay thêm. Thế là vừa đăng ký tay vừa đăng ký hệ thống mà các môn nó không trùng nhau, thế là nó xếp cho tao có biểu học khác được. Còn ở bên New Zealand thì là cũng giống như bên RMT, cũng chỉ học 4 môn thôi. Tại vì người ta yêu cầu là phải đầu tư vô 4 môn đó mỗi tuần lên trường 2 đến 3 ngày. Tới năm thứ tư thì cũng như Chloe luôn, một môn nó sẽ thay từ 1.5 tiếng sang thành 3 tiếng. Tại vì những cái môn của năm cuối nó sẽ quan trọng hơn. Cũng lên trường vào khoảng cỡ 2 ngày đến 3 ngày. Và người ta bắt buộc là mình phải đầu tư nhiều hơn vào những năm cuối. Library, tại vì thư viện của em có rất là nhiều tầng, thì có 2 tầng là để cho sinh viên vừa học vừa giỡn, các tầng còn lại thì là tầng im lặng. Cho nên đôi lúc mà mình cảm thấy mình cần im lặng thì mình nên làm. RMIT thì không sẽ được như vậy mọi người. RMIT vẫn có iMac nha. Đúng nhưng rồi. Mà nó sẽ là những phòng nó là Mac Labs luôn. Chứ thư trong thư viện thì máy không xịn bằng. Những năm đầu thì Chloe có vào library cũng khá nhiều, cho nên chắc là nếu mà thích chỗ nào trong trường chắc là cũng khá thích thư viện. Còn ở IU thì anh thích nhất là ở trong văn phòng đoàn. Phòng đoàn lúc nào cũng có sẵn máy lạnh. Đúng rồi, very mad. Văn phòng đoàn có khái niệm của người không có luôn á. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Communication. Không, cấp 3 là sao? À, cấp 3 hả? Ừ. Hóa. Wow. Yeah. Wow. Toán. Sửa chắc cái phần sinh không? Văn. Sao dở? Giờ bây giờ là đúng là typical khối A. Giờ viết content. Hồi đi học ở đâu, học đại học hay học cấp 3? Ở đâu cũng được, sushi. Khác nhau nha. Sushi, trời. Đâu, khác nhau mà. Trời ơi, có 6 đô, 6 đô là một phần ăn đủ no rồi. New Zealand nó khác. Giá cũng ok rồi đúng giá không? Giá ok, ok. Hồi xưa lúc mà ăn trưa ở trường á, thì Chloe hay ăn bún bò nhá. Lâu lâu fancy hơn, đi ra Crescent Mall ăn. Trời ơi, Du là một trời đồ ăn luôn, cho nên là ăn nhiều lắm. Không có ngày nào ăn giống ngày nào luôn. 0.25, môn địa. Hình như là môn Business Finance, một trong những môn chuyên ngành đầu tiên của bên finance. Chloe barely passing, có nghĩa là vừa mới qua 50, chắc là 51-52 điểm gì đó. Wow. Quá ghê, quá sợ. Ê, anh cũng có một môn về accounting được 52 điểm, nhưng mà điểm thấp nhất của anh là điểm môn toán năm nhất, anh được 49. Hồi xưa học ở Yula có đi học làm thêm không? Ngày không, xưa đúng không? Tới năm 4 bắt đầu đi làm thêm, nhưng mà đi làm internship không có tiền. Năm 4? Năm cuối trước khi chuyển đi New Zealand. Là năm 2 đó. Đúng rồi. Hồi xưa là năm 2 bắt đầu đi làm rồi. Không có liên quan, cái công việc làm thêm không liên quan tới việc học, là đi chụp hình, đi retouch hình, đi làm event. Mấy cái đó nó chỉ là sao ta? Kiếm tiền để đi chơi thôi. Chloe thấy là hầu hết các bạn từ năm 2, năm 3 trở đi là các bạn đều có những công việc riêng ở ngoài hết rồi. Chloe thì làm blogger, nhưng mà người cũng biết đặc thù công việc của Chloe nó hơi khác mọi người một chút. Thì bên cạnh đi học thì gần như công việc của Chloe là full time rồi, chứ không phải là part time hay gì nữa. Lúc anh học thạc sĩ thì anh không có đi làm thêm, mà sau khi học xong rồi thì mình rảnh, mình còn thời gian ở lại nước Anh lâu á, thì mình mới đi làm thêm. Nhưng mà anh đi làm thêm lúc đi học có khó như bên Mỹ không ạ? Ở Anh á, anh thấy đi làm thêm khá là dễ. Tại vì bạn nào cũng sẽ được cho 20 tiếng một giờ để đi làm. 20 tiếng một tuần để đi làm. Anh thấy là đa số mọi người đi làm nhiều nhất là ở cái khối mà các bạn học đại học á, còn học thạc sĩ ở đây đi làm đó, tại vì phải dành thời gian để nghiên cứu, để học này. Lúc mà mẹ qua bên New Zealand thì là tại vì phải kiếm tiền để sống còn, chứ không phải là chỉ kiếm tiền cho vui. Từ tháng thứ 2 khi mình mới chuyển qua New Zealand là bắt đầu bay vô kiếm tiền rồi. Câu này chắc là Chloe không gì để nói, tại Chloe còn ở nhà với ba mẹ. Cho nên chắc là để cho La, anh John, anh share mọi người. Là hồi xưa ở đâu? Em xuống Sài Gòn lấy mở nhà của Chloe. Cho nên là đó là một điều rất 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 may mắn của mẹ. Không phải tốn thời gian đi kiếm nhà nè, và không phải tốn tiền để trả tiền nhà hàng tháng nè. Hồi xưa anh ở UK á, là anh trả tính là tiền Việt á là 14 triệu một tháng, cũng chỉ để đi 5 phút tới trường. Em nói trước về IU hơn là nó hơi xa, nhưng mà mình cũng không thể nào mình nói gì được, tại vì ở đó sẽ tốt cho giao thông thuận tiện gì đó. Mày muối luôn á. Thật ra là thôi cũng không có quá nhiều điều để chê RMIT, bởi vì đây là một trong những trường mà chắc là cũng có cơ sở vật chất tốt nhất ở Việt Nam rồi. Chloe tin là như vậy. Cũng hơi bất ngờ về cái chất lượng giảng viên. Chloe nghĩ là một phần á là bởi vì mình đã có một sự so sánh của một cái chương trình học quốc tế mà nó chuẩn hơn một chút. Và hồi xưa Chloe học cấp 3 thì tất nhiên thầy cô cấp 3 thì sẽ chăm chút học sinh hơn, cho nên là để mà so sánh như vậy thì cũng không hẳn là quá công bằng cho MIT. Tuy nhiên bởi vì Chloe cũng nói là mình biết là mình đã được có một cái sự được học
được chăm chút kỹ như vậy rồi, cho nên là khi mà qua MIT thì Khôi thấy nó không được bằng như vậy. Không có cái gì để chê được về cái trường anh học đạt cao học ở ở UK luôn á. Wow, anh thấy nó xứng đáng. Thấy nó rất là xứng đáng. Còn để mà không thích ở IU á, em còn cái về IU nữa. Cái gì? Đó chính là họ không có cái hệ thống những người advice đủ cho học sinh để khi mà học sinh vào trường để lựa chọn mà chuyên ngành cho nó phù hợp và chính xác. Cái đó cũng là cái, nói chung là cái không thích IU á, là tại vì nó còn quá mới. Nó không có một cái kinh nghiệm trong cái việc gọi là sao ta? Giáo dục học sinh theo chuẩn quốc tế. Đúng rồi, nó còn mới quá. Bây giờ câu trả lời là anything nhưng mà phải tiền đúng không? Quá đáng. Khôi nghĩ là mình sẽ trả lời trước, bởi vì câu trả lời của mình có thể là nó không theo hướng mà anh Jim đang hỏi, nhưng mà là một ý mà Khôi cũng tự nhủ và tự cảm thấy này rất nhiều rồi. Là bởi vì ban đầu plan của Khôi là Khôi muốn đi du học. Thật ra cái này Khôi cũng có share trong một vài video của mình rồi, nhưng mà bởi vì ba Khôi thì lại muốn giữ Khôi ở Việt Nam, sợ Khôi qua Mỹ Khôi ở luôn. Cho nên là hồi xưa lúc đó mọi người Khôi đã thi SAT rồi, Khôi chuẩn bị hết rồi, thầy cô trong trường cũng viết recommendation letter hết rồi. Và điểm rồi. Cao lắm nha mọi người. Xong rồi đến lúc chuẩn bị gửi đi thì ba kêu stop ở lại Việt Nam. Lúc đó thì Khôi cũng hơi buồn, tại vì bạn bè của mình thì 95% là đi Mỹ hết. Nhưng mà một điều mà Khôi rút ra được á là nếu mà mình đi Mỹ thì có thể là Khôi sẽ kiểu vẫn rất là tập trung học nha, nhưng mà có thể là Khôi sẽ không có thời gian, Khôi sẽ không có điều kiện để làm blogger, để làm công việc mình yêu thích như thế này. Em thì thật ra là em cảm thấy mình đi du học là một điều quá chính xác, tại vì khi mà nếu như em ở Việt Nam thì em vẫn sẽ linger cái học Human Resource Management. Cái đó thật sự mà khi mà qua bên New Zealand rồi, em học 4 môn rồi thì em mới cảm thấy như là không hợp và mình hoàn toàn không hiểu được gì hết. Khi mà vô lớp học á thì mình rất hiểu, nhưng mà khi mà ra làm luận rồi làm bài test thì chả hiểu gì hết. Với anh đi là đi học thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Nên là anh chưa có gọi là officially đi làm. Cái được á là mình sẽ có cái kiến thức rất là vững, nhưng mà cái mất á có nghĩa là mình chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế để mà mình đi học rồi mình gọi là upgrade những cái kinh nghiệm đó lên. Đúng rồi đó. Nếu mà để làm lại thì Khôi nghĩ là mình sẽ làm vlog nhiều hơn. làm vlog quá nhiều rồi, học 5 năm như vậy ra trường. Thật ra Khôi nghĩ là mình sẽ maybe là mình sẽ cố gắng mình xuyên tham gia câu lạc bộ hơn một chút. Sau khi sau này Khôi ra trường á, để mà nhớ lại về khoảng thời gian học ở MIT thì nó đơn giản gì là đến trường, đi học xong đi về. Khôi không có những cái trải nghiệm ở trường chơi thêm hoặc là cho những cái ngày hội của trường hoặc là ở canteen ăn uống này nọ thì Khôi không có nhiều như mọi người. Anh nghĩ là nếu mà được bổ sung thêm cái gì đó trong quá trình học của mình á thì anh sẽ đọc những cái thông tin chuyên ngành nhiều hơn, tìm hiểu về ngành nhiều hơn. Còn em thì chắc là sẽ thay vì mua những cái thứ xàm xí nhảm nhí thì sẽ dành tiền để đi du lịch để bắt đầu làm vlog sớm hơn, tốt nhưng mà hơn. Sau đó lúc mà Khôi qua dự tốt nghiệp của Lam mình cũng đi du lịch rồi bà Lam thì, nhưng mà nó không có đủ có tuần rồi, trong khi tớ ở ba năm lận tốt ngay. Ok, quả là một video quá là dài và Khôi cũng không ngờ là tại vì trước giờ mặc dù là quét la cả cuộc đời mình quen anh trai cũng khá lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ tụi mình ngồi xuống và share với nhau nhiều như thế này về cái quãng thời gian đi học cả. Khi mà ngồi xuống nói chuyện như thế này rồi á thì mới thấy là những cái trải nghiệm của tụi mình đúng là mỗi người rất là khác nhau. Cái nào học như thế nào ở đâu thì đều có những cái hay cái dở, pros and cons của nó hết. Nên mọi người còn muốn chia sẻ gì nữa không? Cái mà mình muốn chia sẻ đó chính là nhìn ba đứa cùng đi học về một chuyên ngành vậy thôi, nhưng mà lúc đầu là mẹ với Chloe cũng gặp rất là nhiều khó khăn để việc chọn chuyên ngành. Nếu như mà cảm thấy mình bối rối về việc chọn chuyên ngành thì không sao, các bạn không có một mình đâu. You're not alone. Còn anh giải viên đại học? Anh nghĩ là cái chuyện học đại học á thì nó là một cái chuyện rất là có ích. Cố gắng học thật tốt khi mà mình đang còn đi học đại học. Nói chung là làm gì làm vẫn nên có một tấm bằng đại học trong tay. Đúng rồi. Bật mí thêm một cái nữa là các bạn Văn Lan chuẩn bị gặp thầy giáo John. Thầy giáo John ở cái bộ môn của ngành marketing à? Chính xác là môn digital marketing. Wow. Thứ ba và thứ bảy mỗi tuần. Là cái này giống chương trình trên TV á má. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video này, và nếu mà còn câu hỏi gì nữa cho Chloe, cho La hoặc cho anh John thì comment ở dưới nha, tụi mình sẽ save comment của mọi người và các bạn sẽ trả lời okay. Từ channel của mọi người trả lời. Nhớ like, share, subscribe Chloe, La và John luôn. Chloe sẽ gặp mọi người video lần sau. See you guys.